giới thiệu để các bạn cái bài áp tròng nhìn xuyên này, khi mà không đeo kính này thì khi tôi đeo kính và camera sẽ nhìn như này này. Đấy, bạn nhìn này, K này, con K rất rõ nét này. Đấy, Q này, G này, 10 này, số 10 là cái dấu cộng này, số 9 nó móc chìa khóa này. Đấy, 8 này, 7 này, 6 này. Đấy, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, H này. Đây là con chất bích. Đấy, chuyển sang này chất cơ, K cơ này, chất cơ nó đánh dấu trên này. Đấy, K cơ này, Q cơ này. Đấy, 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, H này. Đấy, giới thiệu với các bạn cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì ở trước mặt các bạn đây là cái dòng kính mới của công ty nhà tôi mới nhập về để phân phối để các bạn sử dụng. Thì khi các bạn đeo kính áp tròng thì các bạn nhìn bài như vậy. Đấy, bạn chơi áp dụng cho chơi tất cả các môn để mà môn bài lá Việt Nam. Thì đây là trước mắt các bạn là cái sản phẩm kính áp tròng mới nhất hiện nay của chúng tôi. Đây cái cấu tạo bên trong này, nó sẽ bao gồm cái hộp để các bạn bảo quản kính này. Cái này thì các bạn để đem đi và có cây đeo kính luôn này. Đây là cái sản phẩm kính áp tròng, đây là một cặp kính áp tròng này. Đấy, đây là cái sản phẩm kính mới, đeo là không êm này, không đau mắt, không cọn mắt. Và mình khẳng định luôn nha các bạn, đeo cái kính này là thời gian lâu. Đấy, kính này là kính mới nhất hiện nay, đeo là theo thời gian là lâu, chơi có thể qua đêm luôn, các bạn vẫn đeo ok, không sao cả. Thì mình có hai cửa hàng ở Hà Nội và Sài Gòn, thì các bạn có thể qua trực tiếp để mà test hàng. Còn nếu bạn xa không ấy thì mình sẽ hỗ trợ gửi hàng về. Các bạn nhận hàng, các bạn kiểm tra đúng cái kính là các bạn và bài các bạn gửi cho bên bưu điện. Đấy, thì để chơi bộ môn cái bài này thì các bạn nhận nhớ cho mình nhỉ, phải luôn bài, luôn cái bộ bài kiếm trong này vào. Thì bài bên mình nó rất là đẹp luôn. Đấy, ba phăng đẹp như ngoài ấy luôn, bài rất là đẹp. Đấy, cứng đẹp nha các bạn nhé. Nhìn không, mắt thường không thể phát hiện được, chỉ có đeo kính mới phát hiện được thôi. Thì bài thì bây giờ mình có rất nhiều mẫu để các bạn có thể lựa chọn cho các bạn là chơi mẫu bài gì thì bên mình đều có để mà cho các bạn chơi. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái ấy vào để các bạn thử cho các bạn cái một cái dòng bài nữa, đó là dòng bài kim cương. Đấy, bài kim cương nó rất là led. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, hai con át này, hai này, ba này, 4 này, 5 này, 6 này, 8 9 10 này. Thấy các bạn nhìn không? Rất là led rồi, cái này có là dấu chất luôn nhé. Đấy. X này là tép này. Đây là rô này. Đấy. Bạn nhìn thấy không? Đấy, cơ số 0 thì là cơ, 2 cơ này, 3 cơ, 4 cơ, 5 cơ, 6 cơ. Bích thì không có gì, còn bích thì không làm gì. Đấy, chuẩn xì luôn, rất là nét rồi các bạn nhé. Đấy, nhìn thì các bạn chơi thì các bạn luôn bài vào và đeo kính là các bạn chơi rất ok luôn. Đấy, thì có mua hàng thì các bạn tham khảo thì gọi video hoặc là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để mà gặp mình. Cảm ơn các bạn xem video. Xin chào tất cả các bạn, nghe mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK lại làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro. Đấy, và CVK 680S được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên nền chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của bài nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng.
Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có bạn các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài Việt Nam, ngoài Bắc ở trên ba cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây. Nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ của nó này. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra nó đọc cái bài đó, bạn đã báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt nó báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó lại báo lại tiếp. Năm người chơi đều báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà còn lại không qua được cái nhà 7. Đấy, thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ gần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 này, 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, test luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CRC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây. Đặt là báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh sáu lá là ở trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này. Đây, bài 1, 2, 3, mấy báo ạ? 3 này, đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 9, 5. Đấy, chia là xếp này là 9, 5. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này. Những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có 2 trụ sở. Một là ở Sài Gòn, 2 là ở Hà Nội. Các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi, tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK900. Tôi sẽ test từng con một. Đây, tôi sẽ đánh cho các bạn luôn liêng nhá. Con CVK900 sẽ đánh liêng nhá các bạn.
đây để sẽ để liêng nhé. Đây 3 đấy, 3 người 3 5 người chơi đang cài đặt, 5 người chơi này vào 3 đấy, 1 2 3 này, nhà 3 này, 6 đây là lớn nhất, những nhà còn lại không qua được luôn. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy đánh bài CVK 900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK 680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK 680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt bài dọc này. Đấy. Ba, mày báo 3 4 người chơi. Đấy các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó đã báo rồi. Đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy. Đấy. Chuẩn xăng trăm trăm luôn. Đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này nhìn này. Đấy. Rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi bạn tăng người chơi này. Đấy, tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào các bạn bấm cái rung lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1 2 3 4 5, máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3 4 5 liêng luôn này. Đấy, máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy đánh bài tầm trung tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây. Đây là máy bài tầm trung còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng mà là tầm trung, mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Để test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này. Các bạn muốn biết chi tiết về máy thì các bạn kết bạn Zalo số điện thoại trên để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem luôn. Đấy, quay trên video này nó sẽ không được báo quát hết được. Đây. Đấy, máy 33 4 người chơi. Đấy, bạn ơi, quan trọng là đặt xuống đã báo luôn rồi. Đấy, liêng luôn này, 1, 2, 3 liêng này, 5, 6, 7 này. Đấy, chuẩn xác luôn. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng các bạn đến trực tiếp trụ sở Hà Nội và Sài Gòn nhá. Thì, bên cạnh máy thì còn những cái phụ kiện kết nối như đồng hồ này. Các bạn đeo vào đây các bạn sẽ quét mã vạch này. Đây là phụ kiện kết nối. Hiện tại Nokia kết nối mã vạch này. Đấy. Ví. Đây là hộp quẹt đủ hết nhé. Đây là ví. Khi các bạn chơi cái những cái phụ kiện này, những cái máy chủ các bạn để trong người, các bạn đặt cái nào trước mặt này là ok. Đấy, thì các bạn nhu cầu mua hàng bạn liên hệ trực tiếp Zalo nhé, hoặc số điện thoại đến trực tiếp cửa hàng để mà test. Rồi cảm ơn các bạn xem kia. Chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì tôi làm cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm để anh em chơi một bài lá nào. Kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi. Nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy. Thì trước mặt anh em đây là một cái bộ kính tôi nhập khẩu nó từ Mỹ. Đấy. Đây. Tôi cho anh em xem. Made in USA. Cái bộ kính này là một bộ kính đẳng cấp nhất hiện nay, giúp anh em đeo vào mắt êm mắt, không cộn mắt, và đặc biệt là nhìn bài cực rõ luôn. Đấy, như chơi bài ngược anh em nhá.
và cái bảng kính này tôi bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy anh em, vấn đề kính thì anh em có thể dùng được 3-4 năm. Bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên tôi phân phối lên cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây anh em có thể thấy đây, và cái bộ cái loại kính khác nữa, đó là kính của hộp gỗ. Kính này cũng là của Mỹ anh em nhá. Đây tôi cho anh em xem cái hộp nó này. Đây là một cái sản phẩm mà là đỉnh cao. Đây. Tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn cho anh em cái mắt để anh em xem. Thì cách sử dụng cái kính áp tròng này như nào? Thì khi anh em đeo vào mắt á, thì anh em nhìn cái bộ bài á, nó như chơi bài của họ anh em nhá. Thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong đấy thì nó, anh em nhìn này. Đấy. Cái bộ bài sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này. Đấy, bình thường thì sẽ như này. Đấy. Không nhìn thấy mắt thường, không nhìn thấy gì, nhưng mà tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera. Chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào mắt được rồi. Nên tôi vẫn đeo cho anh em xem. Đây. Đây như anh em nhìn rõ này, như con này con 8 này. Đây. Đấy. Con này là con át này. Đấy. Con này con K này. Cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá. Đấy. Như con này là con Piso này anh em này. Đây anh em nhìn cái góc này. Đấy. Con này là con 2 anh em nhé. Đây con 2 này. Tôi sẽ cho gì anh em xem này. Con 2 này. Con 7 này. Con 6 này. Con 5 này. Con 4 này. Con 3 này. Rồi khi bỏ kính thì lại như này. Đấy. Tôi lại đeo kính vào này. Đấy, con 4 này. Đấy, con 3 này. Đấy anh em chơi bài mà chơi như bài ngược hẳn. Đấy cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi. Thế thì bên cạnh cái bài phổ thông. Bài cái bài lớp K2001 này. Đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam. Thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những mẫu bài khác trên thị trường. Thì nhờ anh em hỏi tôi như này, cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không? Tôi nói luôn là không. Phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá. Anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số điện của tôi này 0984 80 149. Còn đại lý lớn trong cái lĩnh vực cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Đấy thì bài bên nhà tôi phân phối tất cả mẫu bài từ các bài nước ngoài, những mẫu bài nước ngoài đấy như này, và những cái bộ bài rồng đỏ và rồng vàng như này. Đây những cái bài này ở ngoài Bắc chơi rất là khủng, kinh khủng luôn. Đây tôi sẽ cho anh em xem từng bài, cái bài rồng vàng như nào này. Đấy anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngửa luôn này. Còn đây là rồng đỏ này anh em này. Đó cái hộp của nó đây này. Thì bên cạnh cái rồng đỏ, rồng vàng thì có bên tôi còn cái bài nhựa, bài hộp nhựa như này. Đây là bài nhựa nha anh em nhá. Ngoài bài nhựa thì bên tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền Tây chơi, đó là chính là cái bài đô la vàng. Đây anh em này, đây là cái bài đô la vàng anh em nhá. Anh em nhìn hộp này, đô la này, bài đô la này anh em này. Đấy, một số anh em miền Tây rất là hay chơi cái bài đô la vàng, đô la trắng này. Đấy. Anh em nhìn lại xuống hạ tôi này. Đấy thì và cái bài phổ thông khác nữa cũng rất nhiều anh em chơi, đó là cái bài cúc áo. Tôi cho anh em xem qua cái hộp nó. Đây. Đây mẫu bài cúc áo. Và một cái bài nữa thì cũng rất là phổ thông ở cả Bắc cả Nam. Đây. Cái bài đỏ. Hai mẫu bài đỏ, bài kim cương. Demo này, anh em nhìn này. Cái mẫu bài này thì anh em khu vực Kiên Giang, miền Tây rất hay chơi. Tôi sẽ đeo kính áp tròng vào để cho anh em nhìn nhé.